kính sườn thì dán loại sáng hay loại tối? Ờ, dạ vâng, em chào anh Giai. Câu hỏi này của anh Giai rất là hay. Em đọc comment là kính sườn nên dán loại sáng hay loại tối. Thì bên em là chuyên phim kính nhiệt. Thì dưới góc độ như bên em sẽ tư vấn cho khách hàng sao là cái giải pháp dán cái tông phim nào nó hợp lý nhất, phù hợp với nhu cầu khách hàng. Thì bác vừa hỏi là cái kính sườn này thì dán tông sáng hay tông tối đúng không ạ? Thì em xin trả lời góc độ quan điểm cá nhân và của em như thế này. Thì cái kính sườn này ấy, thì nó sẽ có rất là nhiều mã. Và cái mã từ dòng tông sáng này, tông vừa vừa này, hoặc tông tối hẳn. Tông tối hẳn là ví dụ như cái này, là cái tông tối hẳn này là cái phim này bên em đang dán ấy, đó là cái phim mà mã 05, tức là cái chỉ số xuyên sáng của nó chỉ 5-6% ấy. Chỉ số xuyên sáng càng thấp thì phim nó càng tối càng đen. Thì cái kính sườn này thì sẽ phụ thuộc theo cái nhu cầu của từng người. Và đa số thì bọn em sẽ tư vấn là anh em sử dụng cái mã kính trước này là mã 20. Là cái tông vừa vừa, nó không sáng quá và nó không tối quá. Cái mã 20 là vẫn đảm bảo cho anh em là khi mà anh em lùi xe vẫn nhìn thấy gương, nhưng mà khi mà người ngoài nhìn vào ấy thì nó sẽ nhìn thấy hơi mờ mờ thôi. Còn ở đằng sau, khoang đằng sau, ví dụ như là anh em muốn riêng tư hơn ấy, độ riêng tư cao hơn và muốn tối hơn thì em sẽ dán những tông 05 hoặc tông 10 đó. Còn đằng trước thì anh em nên dán những cái dòng từ tông 15-20 thôi đấy. Chứ nếu mà đằng trước mà anh em mà dán cái tông mà 05 như này chẳng hạn thì là nó sẽ hơi bị tối, khi mà buổi tối em lùi xe hoặc đi trời mưa lùi thì hơi khó nhìn đó. Hoặc là một số bác muốn dán cái phim tông nó sáng 3-40, tức là cái chỉ số sáng của nó là tầm 35-40% ấy, là cái tông phim nó sẽ sáng hơn cái tông phim này đấy. Tông phim này, tông này em đang dán tông 20 này, tông 20 là tông vừa phải. Còn cái mã mà 35-40 nó hơi sáng, cái đấy thì nó sẽ phù hợp với những anh em gọi là mắt cận này, cũng như là nhiều chú trung tuổi, chú muốn sáng, chú không cần cái độ riêng tư cao thì mình sẽ dán cái tông 35-40 đấy. Đấy là những cái tông mã phim mà khi mà anh em khi dán phim kính nhiệt thì em nên tham khảo trước là sao. Thứ nhất là nó phù hợp với cái nhu cầu của mình. Thứ hai là sao khi dán lên thì sẽ đảm bảo là ngăn cản được cái lượng nhiệt tốt này, ngăn cản các tia hồng ngoại như UV tốt này, và đặc biệt hơn là dán phim chuẩn chính hãng anh em nhá.